Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay 28 tháng 7 mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ của 6 dự án. Đầu tiên thì sẽ là dự án Hamster Combat. Chúng ta sẽ vào mục thẻ kết hợp hàng ngày. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào trang web 3 này nhé. Trang web 3 này ngày hôm nay có một cái thẻ mới này mình đã mở lên Never 6 rồi. Nếu bạn nào chưa mở thì các bạn vào mở luôn nhé. Cái thẻ mới này thì lợi nhuận rất là cao này. Và đây là chiếc thẻ đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang trang 5 này nhé. Chúng ta sẽ kéo lên để tìm chiếc thẻ của ngày hôm nay. Đây là chiếc thẻ của ngày hôm nay, Web3 Academy này. Thẻ này thì mình đã lên level 17 và tốn 44 triệu xu. Thẻ này thì mình sẽ không mở được bởi vì nó tốn quá nhiều xu. Nếu bạn nào mới nâng cấp ở level thấp thì các bạn vẫn mở bình thường nhé. Và tiếp theo thì đến cái App Center này. Thì với cái level 17 của mình đã tốn 60 triệu xu nên là thẻ này mình cũng sẽ không mở được. Hai cái thẻ này là hết hơn 100 triệu xu. Như vậy là trong buổi tối ngày hôm nay để nhận được 5 triệu xu các bạn cần mở các thẻ sau. Thẻ đầu tiên này là thẻ ở trang web 3 này. Và thẻ thứ 2, thứ 3 này sẽ nằm ở trang số 5. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang mở thẻ của dự án SpellOneNet nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào biểu tượng khóa ở đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ mở thẻ ngày hôm nay. Thẻ đầu tiên là cái mắt xanh này. Thẻ thứ hai là thiên thần có cánh này. Thẻ thứ ba là đồng ngựa này. Thẻ thứ tư sẽ là mắt xanh tiếp nhé. Như vậy là mình đã nhận được một đồng mana của dự án SpellOneNet. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Rocky Rabbit nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục min ở đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ mở trang số 1 này. Các bạn sẽ vào mục cờ nam nhé. Và chúng ta sẽ kéo lên. Thẻ đầu tiên nào. Đây là chiếc thẻ đầu tiên các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kéo ngược lên. Chúng ta sẽ vào mục Venture ở đây. Và các bạn sẽ kéo lên. Và đây là chiếc thẻ thứ hai của ngày hôm nay nhé. Thẻ thứ hai này nằm trong mục Venture này các bạn. Rồi chúng ta sẽ sang trang thứ ba này. Chúng ta kéo lên tìm nhé. Đây là chiếc thẻ thứ ba của ngày hôm nay. Sau khi chúng ta mở xong thì sẽ nhấp vào mục check này. Và chúng ta sẽ claim để nhận được 2 triệu coin của cái dự án Rocky Rabbit. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Onus nhé. Ở giao diện chính này các bạn sẽ nhấp vào mục mật mã ngày này. Và đây nó sẽ chia ra làm 3 cụm mật khẩu mật mã. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấp vào 852 nhé. Như vậy là cụm mật khẩu đầu tiên chúng ta chờ tích xanh xong chúng ta sẽ sang cụm thứ hai là 82 này. Nó tích xanh xong thì chúng ta đến với cụm thứ ba là 9632. Như vậy là mình đã mở khóa thành công và nhận được 2000 cái điểm coin của dự án Onus. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Merge nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào nhiệm vụ hàng ngày này. Và các bạn sẽ vào cái mục phần thưởng mỗi ngày để chúng ta điểm danh nhé. Ngày hôm nay mình điểm danh lúc sáng thì mình được 322 triệu này. Đấy, tùy theo cấp bậc của các bạn càng cao thì các bạn điểm danh nó càng được nhiều và các bạn phải điểm danh liên tục. Nếu mà nghỉ ngắt quãng thì nó sẽ quay lại ngày đầu tiên này nhé. Hiện tại thì ngày thứ 12 của mình được 323 triệu nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào mục nhiệm vụ hàng ngày ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ xem video nhé. Video này của mình trị giá là 33 triệu này. 33 triệu xu.
Bây giờ chúng ta sẽ quay lại mục nhiệm vụ để nhập mã code vào. Mã code của ngày hôm nay là 28139. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra. Như vậy là mình đã xong một nhiệm vụ này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu đố trong ngày. Câu đố của ngày hôm nay sẽ là từ khóa là profit nhé. Nhập xong cái từ khóa thì chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra câu trả lời. Ở cái mục nâng cao 5 kỹ năng này có nghĩa là các bạn mở thẻ trong ngày, khi mà các bạn mở nhiều rồi thì chỉ cần đủ 5 thẻ thôi là chúng ta đã nhận được cái phần thưởng là 1.300.000 này nhé. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào để nhận này. Chúng ta sẽ nhấp vào mục đầu tư vào quỹ 3 này. Thẻ đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái hình bất động sản này nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào hên thì thôi rồi này. Chúng ta sẽ nhấp tôi là nhà đầu tư ngầu. Tiếp theo thì đến với hình con ngựa nhé. Đây nhé, chăn nuôi kỳ lân này. Thẻ này của mình lợi nhuận được 74 triệu xu này. Tiếp theo thì đến với hình ô tô. Đây, xế cổ điển, các bạn sẽ nhấp vào cái xe này nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp thêm thì thôi rồi này. Thẻ này của mình lợi nhuận được 17,6 triệu. Như vậy là mình đã mở xong bộ combo của 3 chiếc thẻ này. Bây giờ chúng ta sẽ vào lại nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ nhấp vào mục đầu tư vào quỹ 3 này để nhận phần thưởng, nhận thêm được 1.300.000 nữa nhé. Bây giờ thì mình sẽ còn hai nhiệm vụ là chạm vào màn hình, là tap tap này, mình còn đang thiếu một ít thì mình sẽ đi tap tap cho nó đủ nhé. Với con này các bạn có thể sử dụng hai bàn tay để chúng ta gõ cho nó nhanh nhé. Cái tap tap này thì các bạn không cần phải làm đủ ngay đâu, bởi vì thời gian của nó sẽ còn hơn 20 tiếng nữa cơ. Nó phải đến tầm chiều ngày mai thì chúng ta mới hết thời gian nhé. Còn bây giờ thì thời gian vẫn còn thoải mái. Rồi chúng ta quay lại mục nhiệm vụ này. Đấy, mình chỉ tap có một bể thôi mà đã được 24.000 rồi này. Chỉ còn tap thêm một lần nữa là đủ. Bây giờ thì chúng ta còn cái mục là hoàn thành 10 cuộc đàm phán này. Cái này thì nó hơi lâu nên là mình sẽ chỉ làm mẫu một chút thôi. Với cái mục này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là phải chơi ở cái hạng mục là bạch kim nhé. Đấy, chúng ta sẽ chọn mục này thì trong tài khoản của các bạn phải có nhiều coin thì chúng ta mới chơi được, bởi vì mỗi một lần chơi thì sẽ tốn từ 5 triệu đến 10 triệu này. Chúng ta sẽ nhấp vào đây để chơi. Ở đây các bạn có thể chọn ngẫu nhiên một cái hình thẻ nào đấy. Có 3 cái thẻ là một con hổ, con rắn và con rùa. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn tạm một con là con rùa trước nhé. Ở phiên đấu đầu tiên này mình thắng này được 5.576.000 xu. Bắt đầu từ phiên thứ hai này chúng ta phải tính toán rồi phải ra con nào đấy để cho nó chuẩn này. Mình sẽ ra con hổ nhé. Như vậy là mình thắng hai phiên này. Và phiên này nhận được là 5.960.000. Như vậy là mình đã hoàn thành 10 cuộc đàm phán này và hoàn thành 30.000 lượt chạm. Bây giờ mình sẽ nhấp vào đây để nhận phần thưởng. Sau khi các bạn hoàn thành tất cả 7 nhiệm vụ thì các bạn sẽ được nhận thêm là 75 triệu tiền thưởng này nhé. Ngoài các nhiệm vụ này các bạn nhận thưởng riêng rồi thì chúng ta sẽ nhận thưởng tổng là 75 triệu nữa này. Các bạn sẽ nhấp vào mục nhận này để nhận nhé. Như vậy là trong video buổi tối hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn mở thẻ của 5 dự án để chúng ta nhận được điểm coin. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.